Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ Việt Nam năm 2019, sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ các mặt hàng thế mạnh như là thủy sản, hạt điều, dệt may, còn Hoa Kỳ thì cung cấp cho Việt Nam những sản phẩm công nghệ cao. Trên cơ sở này, Phó Thủ tướng đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước kết nối kinh doanh và đầu tư. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Hoa Kỳ Việt Nam năm 2019 dự kiến sẽ công bố sách trắng bao gồm những đề xuất, kiến nghị hướng đến việc tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hội nghị thu hút sự tham gia của khoảng 200 doanh nghiệp, trong đó có cả những tên tuổi lớn như là Coca-Cola, Google hay Facebook.